Cô chào tất cả các bạn học sinh lớp 1 thân yêu. Tiết học tự nhiên xã hội trước, chúng ta đã được tìm hiểu về các phòng trong nhà mình và các việc làm để giữ nhà cửa sạch sẽ phải không nào? Vậy, để sử dụng và bảo quản các đồ dùng trong nhà, chúng ta cùng đến với tiết học tự nhiên xã hội ngày hôm nay, bài 4, đồ dùng trong nhà. Bây giờ, các bạn hãy cùng nhau quan sát các phòng của nhà An. Nhà An có mấy phòng đây các bạn? À, nhà An có 4 phòng, 2 phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách phải không? Các bạn hãy quan sát và kể tên một số đồ dùng, thiết bị có trong nhà An. À, mình sẽ cùng nhau khám phá các phòng nhé. Đây là phòng khách này. Phòng khách thì có tivi, bàn ghế, đồng hồ và có bộ ấm chén nữa đúng không nào? Còn bên này là phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ thì có bàn học, giường này, đèn ngủ này, đồng hồ và có cả tủ nữa. Mình cùng khám phá hai phòng tiếp theo nhé. Mình khám phá phòng bếp nào. À, phòng bếp thì có bàn ghế ăn này, tủ lạnh, nồi cơm điện, tủ bếp này, bếp ga và các đồ dùng nhà bếp đúng không? Và bên này là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai thì có đèn này, có giường này và có một chiếc tủ đựng quần áo này. Thế các bạn có kể các đồ dùng trong gia đình An giống với kết quả của cô không? À, các bạn rất giỏi, cô cảm ơn các bạn. Chúng ta vừa quan sát và kể tên các thiết bị đồ dùng có trong gia đình An. Bây giờ các bạn hãy chia sẻ cho bố mẹ nghe các đồ dùng thiết bị có trong nhà mình và cách sử dụng của các thiết bị đồ dùng đó nhé. Vậy các thiết bị đồ dùng nào có thể gây nguy hiểm cho chúng ta? Các bạn cùng quan sát bức tranh sau. Các bạn hãy quan sát và kể cho cô những đồ dùng có thể gây nguy hiểm trong phòng bếp của gia đình An nào. Qua bức tranh chúng ta thấy những đồ dùng gây nguy hiểm đó là chai lọ đựng gia vị để ở trên cao, bếp ga và nồi nước đang sôi này, ổ cắm, dao kéo sắc nhọn đúng không nào? À, ngoài những đồ dùng trên, còn những đồ dùng thiết bị nào nữa không các bạn? À đúng rồi, còn nồi cơm điện và lò vi sóng này. Vậy các bạn cho cô biết vì sao những đồ dùng thiết bị này lại gây nguy hiểm cho chúng ta nhỉ? À, những chai lọ mà đựng gia vị ở trên cao như thế này chúng ta không thể lấy được thì chúng ta sẽ phải nhờ bố mẹ hoặc ông bà mình lấy nhé. Mình đừng tự ý vươn lên lấy thì sẽ làm đổ và vỡ, thì đó chúng ta sẽ bị thương này. Các bạn quan sát này, mình thấy bếp ga đang cháy đúng không nào? Và chiếc nồi này đang được đun thì rất là nóng đúng không? Chúng ta không tự ý bật và mở bếp ga khi chưa có sự cho phép của bố mẹ. Nồi và ấm đang đun trên bếp thì rất là nóng. Mình cần có sự hỗ trợ của bố mẹ khi nhắc xuống nhé. Lò vi sóng và nồi cơm điện là những thiết bị sử dụng điện, cho nên khi các bạn sử dụng, chúng ta cần bàn tay khô để tránh điện giật. Khi không dùng nữa thì chúng ta cần rút vít cắm ra. Dao kéo là các đồ vật sắc nhọn và khi sử dụng các đồ vật sắc nhọn chúng ta cần cẩn thận, không sẽ gây đứt tay, chảy máu. Và đặc biệt là chúng ta không dùng dao kéo và những đồ vật sắc nhọn để đùa giỡn các bạn nhé. Vậy là chúng mình vừa nhận biết được các đồ dùng thiết bị gây nguy hiểm trong gia đình An được phải không nào? Các bạn cần cẩn thận khi sử dụng đồ dùng thiết bị có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Nếu chúng ta dùng cẩn thận thì chúng sẽ không thể gây nguy hiểm cho chúng ta, đúng không nào? Chúng mình vừa khám phá xong phòng bếp của gia đình An. Bây giờ cô mời các bạn quan sát 4 bức tranh. Điều gì xảy ra với các bạn ở trong tranh? Em khuyên bạn điều gì trong những tình huống đó? Các bạn cùng quan sát 4 bức tranh nào. Cô trò mình cùng quan sát bức tranh số 1. Bạn trai đang bưng tô canh rất là nóng và bạn có thể bị bỏng, đúng không nào? Còn bạn gái này thì sao các bạn? Tay của bạn bị ướt mà bạn cầm vít cắm và cắm vào ổ cắm điện. Như vậy dẫn đến sẽ bị điện giật đấy. Còn ở bức tranh số 3, các bạn quan sát trên bàn một ca nước đang rất nóng. Còn bạn trai thì rót ra 2 ly rất là đầy và bị đổ xuống sàn này. Sẽ gây bỏng và sẽ gây gì nữa các bạn nhỉ? À đúng rồi, sẽ gây trơn trượt và té đúng không nào? Chúng mình cùng quan sát bức tranh số 4, người chị bảo người em đưa cái kéo cho chị. Nhưng khi người em đưa, mắt vẫn mải xem tivi và không chú ý.
và có thể gây đứt tay cho chị mình đấy. Chúng mình vừa quan sát xong 4 tình huống, bạn sẽ khuyên điều gì trong 4 tình huống đó? Tình huống số 1, chúng ta sẽ khuyên bạn nam điều gì nhỉ? Bạn nam có thể đưa miếng lót và bưng canh hoặc nhờ bố mẹ bưng vì bát canh rất là nóng, đúng không nào? Còn ở bức tranh số 2, mình sẽ khuyên bạn gái điều gì nhỉ? À, cần lau khô tay trước khi cầm phích cắm và cắm vào ổ cắm điện các bạn nhé. Còn ở tình huống số 3, mình sẽ khuyên bạn nam điều gì? Mình sẽ khuyên bạn là chỉ rót nửa ly nước thôi vì nước đang nóng sẽ rắc ra tay, gây bỏng. Mà rót đầy quá thì sẽ rắc ra sàn nhà, gây trơn trượt và té ngã, đúng không nào? Còn ở bức tranh cuối cùng, mình sẽ khuyên người em điều gì? À, khi trao vật sắc nhọn cho người khác, mình cần phải chú ý. Và khi mình trao thì mình không đưa đầu sắc nhọn về phía người mình trao. Qua những tình huống này, chúng ta thấy các bạn cần cẩn thận khi sử dụng những đồ dùng thiết bị có thể gây nguy hiểm. Với đồ dùng thiết bị điện, chúng ta không sử dụng khi tay ướt và nơi ẩm thấp. Chúng ta không đùa giỡn với những vật sắc nhọn như dao, kéo. Khi chúng ta trao đưa những vật sắc nhọn cho người khác thì chúng ta cần phải chú ý. Bếp ga hay những nồi nước đun sôi trên bếp, chúng ta cần cẩn thận. Vì lứa tuổi chúng ta còn nhỏ, chúng ta không nên tự ý bật bếp ga. Và khi nước sôi thì chúng ta cần phải báo với bố mẹ, tránh tự ý lại gần nhé. Cô có một tình huống nữa dành cho các bạn. Khi chúng ta sử dụng dao kéo và bị đứt tay thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Đầu tiên, chúng ta cần phải báo với bố mẹ, ta sẽ xử lý vết thương như sau. Nếu vết thương chảy máu thì chúng ta cần phải cầm máu bằng một miếng băng gạc hay khăn sạch cho đến khi máu ngừng chảy. Sau đó chúng ta rửa vết thương nhẹ nhàng với xà phòng và nước ấm hoặc rửa bằng nước muối loãng, thấm khô nhẹ nhàng. Với vết thương nhỏ thì tốt nhất chúng ta nên để mở và tiếp xúc với không khí. Tuy nhiên, nếu vết thương ở nơi dễ nhiễm bẩn và cọ sát với quần áo thì chúng ta nên băng lại. Vậy, khi bị thương, chúng ta cần bình tĩnh xử lý vết thương, có thể gọi cho ba mẹ, người lớn trong nhà hoặc gọi cho số điện thoại 115. Vậy, qua bài học ngày hôm nay, chúng ta biết được những đồ dùng thiết bị có thể gây nguy hiểm cho chúng ta, đó là những nồi nước đun sôi trên bếp ga, chúng ta không tự ý bật bếp hay là nhấc những nồi nước đun sôi trên bếp xuống nhé. Những đồ dùng thiết bị điện như bàn ủi thì chúng ta tránh lại gần khi đang sử dụng vì có thể gây bỏng cho chúng ta. Khi chúng ta vui chơi, tuyệt đối các bạn không được đưa vật gì vào ổ cắm điện. Nếu các bạn đưa thì sẽ bị điện giật đấy, các bạn lưu ý nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các bạn có một tiết học thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào những tiết học sau.